Từ Thái Lan, hoàn cảnh du cực điện trai chắp tay chào đúng điệu Thái với người hâm mộ. Chiều tối ngày 15 tháng 4, nam chính của web drama Đền Đám Thượng Ẩn là Hoàng Cảnh Du đã có mặt tại Bangkok, Thái Lan để tham dự fan meeting được tổ chức tại đây. Trước sự chào đón của rất nhiều người hâm mộ, chàng cổ hải Hoàng Cảnh Du đã có mặt tại đây với gương mặt rạng rỡ và nụ cười trên môi. Các fan chờ đợi thần tượng cực kỳ nghiêm túc và trật tự. Hoàng Cảnh Du xuất hiện, anh chàng nhanh chóng chắp tay chào fan đúng điệu Thái. Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.